Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tử Vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thông hiểu ý trời, tìm ra cơ hội đổi đời, vượt khổ giàu to. Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong dịp cuối năm 2022. Vâng, quý mệnh chủ tuổi mậu ngọ thân mến, từ hàng ngàn năm nay các bậc tiền bối cao niên cho đến các thế hệ hậu sinh khảo ý, thì ai ai cũng phải quan tâm đến vận trình của bản thân mình. Mỗi sự vật hiện tượng đặc biệt là con người, đều là cá thể riêng biệt, do sinh ra và những thời điểm khác nhau, cổ nhân đã căn cứ vào điểm này, để tìm ra tác động của các vì sao trong giải ngân hà tới người đó, để dự báo hung hay cát trong mỗi cá nhân từ đó mỗi người biết trước nhiều điều cần thiết để tận dụng những cơ hội mình có, và tránh xa những rủi ro, giúp các bạn tìm thấy con đường thăng tiến tới thành công, và xuất sắc trong mọi lĩnh vực trong thời điểm cuối cùng của năm 2022 này. Anh chị tuổi mậu ngọ 1978, bất ngờ được ơn trên soi chiếu, làm ăn chúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt đúng vào thời điểm tháng 12 âm lịch tháng cận Tết Nguyên đán 2023. Các tinh soi sáng giúp cho anh chị tuổi mậu ngọ, rửa sạch vận xui, cuộc đời sang trang mới, đánh dấu tháng ôm tiền tỷ về kết, xây nhà tậu xe, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, khiến thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, sẽ tiết lộ thiên cơ về vận thế của người tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, biến động ra sao trong thời điểm năm cùng tháng tận này, từ đó giúp anh chị biết mình cần phải làm gì để có thể chiêu dụ các cắt tinh, xua đuổi hung tinh, bước đi đúng hướng, giúp vận trình hưng vượng. Xin mời quý vị anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết nội dung video chia sẻ ngày hôm nay. Tử vi tháng 12 âm lịch mậu ngọ sinh năm 1978, thông hiểu ý trời, tìm ra cơ hội đổi đời giàu to trong thách thức. Luận giải cung mệnh theo phương pháp túc mệnh thông, các bậc thầy tử vi phương đông đã phát hiện ra lời nhắc bệnh ẩn tàng, dưới lá số cải vận dành riêng cho anh chị tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 trong tháng 12 âm lịch tháng cuối cùng của năm 2022 như sau. Tháng mới này sẽ mang tới rất nhiều thách thức và trong đó vẫn tiềm tàng cả cơ hội dành cho anh chị tuổi Mậu Ngọ. Đây là lúc mà anh chị cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm. Nếu như muốn nhận về những thành quả tốt đẹp và để nắm bắt được vận trình hung cát của mình vào tháng 12 âm lịch thì xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi các nội dung chính dưới đây đầu tiên sẽ là chia sẻ về sự nghiệp của anh chị trong tháng 12, thứ hai là tử vi tài lộc, thứ ba là tử vi tình duyên gia đạo của mậu ngọ, thứ tư là phương diện sức khỏe, thứ năm là tử vi cẩm nang vượng vận cho anh chị theo 10 ngày trong tháng 12, thứ sáu là xem tuổi sông đất tốt và xấu, thứ bảy là ba kiểu người nhất định anh chị phải tránh xa nếu như muốn làm việc lớn. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Đầu tiên xét về phương diện sự nghiệp của mậu ngọ trong tháng 12 âm lịch căn cứ vào sự vận hành của vận niên mậu ngọ, được dự báo sẽ phải chịu khá nhiều áp lực trên phương diện công việc, bước vào 30 ngày cuối cùng của năm nhâm dần này, vận khí giảm sút mạnh, kéo theo đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều biến động bất lợi, nhiều hạng mục không được tiến hành theo dự kiến, hoặc là có làm nhưng mà đạt kết quả còn khiêm tốn tháng 12 âm lịch do tương hại thái tuế ngáng trở, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tuyệt gây áp lực, công việc sẽ đè nặng nên đôi vai của anh chị, điểm báo tử vi cũng cho thấy, anh chị phải luôn đề phòng cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ kề bên, đã vậy áp lực từ cấp trên sẽ liên tục được gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt được những thành công như kỳ vọng của anh chị. Thêm vào đó, sự cạnh tranh đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến cho con giáp này phải đau đầu, dù chỉ muốn yên phận, và làm tốt công việc về nhiệm vụ của mình, ở những ngày cận kề năm nhưng anh chị sẽ thường phải đối mặt với những lời đâm thọc, chọc ngoáy, mâu thuẫn nội bộ, khối lượng công việc cũng khá lớn, nếu không được những người xung quanh giúp đỡ, thì e rằng anh chị cũng khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến. Tuy nhiên tâm tính cao ngạo cũng khiến cho mậu ngọ khó mở lời nhờ và ai khác, nếu như tự tin vào bản lĩnh của mình, thì anh chị hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần không nhờ vào một ai. Ngoài ra anh chị cũng cần phải xông xáo và chủ động hơn trong mọi việc, đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó, chỉ bảo rồi mới làm, bởi như vậy, thành công và anh chị có được sẽ mãi chỉ đứng sau người khác. Anh chị cần phải chủ động, tích cực để giúp cải thiện hình ảnh của anh chị trong mắt cấp trên, ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một, càng sốt ruột, hoảng loạn, thì càng dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Nhìn chung đây cũng là lúc mà mậu ngọ cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những việc mình đang làm, nếu như muốn nhận về thành quả tốt đẹp tuy nhiên bên trong những thách thức lại vẫn luôn nhìn thấy những cơ hội đang tiềm tàng nhất là khi tháng cận tết nguyên đán này anh chị vẫn có sự hậu thuẫn của những cắt tinh như là giải thần và tử vi tinh nếu có thể chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn dám suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lỗi mòn cũ kỹ thì từ đó anh chị sẽ tìm ra được con đường mới, đừng chủ quan, hiện đang là tháng chạp Tết đã đến gần, anh chị hãy cố gắng hoàn thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất, và vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ngay tại chỗ đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về phía trước, sự cố gắng rồi sẽ đem tới cho anh chị những kết quả rất đáng tự hào. Thứ hai là tử vi tài lộc của mậu ngọ trong tháng 12 âm lịch thầy tử vi dự đoán trong tháng quý sửu tình hình tài chính của tuổi mậu ngọ có tăng có giảm, vận trình tốt hay xấu thì chủ yếu là vẫn phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của anh chị. Trong tháng 12 âm lịch, không phải là mậu ngọ không có cơ hội gia tăng về thu nhập, sự xuất hiện của một số các tinh như là thiên tài và giải thần, vẫn mang tới cho anh chị các khoản thu về bên tay, tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa, khi nguyệt lệnh đâm tuyệt nên tiền bạc có đến nhưng rồi cũng lại sớm bay đi, bản mệnh phải vất vả để giữ được tiền trong tay với người làm công ăn lương anh chị hầu như không có khoản thu mới nhưng trong tháng này sẽ có thêm một khoản đáng kể từ thường tết mà anh chị vẫn có thể trông đợi vào đó nếu như biết tích góp và chi tiêu hợp lý thì anh chị vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón tết tuy nhiên thời điểm này công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung nếu để đầu óc sao nhãng thì sẽ rất dễ mắc phải những sai lầm và để tuột mất cơ hội khỏi tay mình anh chị nên tự chấn chỉnh bản thân làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan với những người làm kinh doanh buôn bán việc buôn bán cũng không thật sự được lý tưởng dù thị trường ngày cận tết có biến động sức mua tăng nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của anh chị các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi doanh thu không tăng thì hầu như chưa có lãi anh chị cần phải xem xét lại cách thức thực hiện sai chỗ nào thì cần sửa ngay có như vậy thì tình hình mới có chuyển biến tốt đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn mậu ngọ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn cần phải phân tích kỹ các nguồn tin và chủ động nắm bắt biến động thị trường tránh bị kẻ giấu lợi dụng làm những việc phi pháp hoặc là lừa gạt tiền của đặc biệt cũng chớ nên gom quá nhiều hàng tết kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho ra tết rất khó tiêu thụ anh chị cũng nên là liệu cơm gắp mắm tùy vào tình hình chung để có sự điều chỉnh phù hợp xét về phương diện tình duyên và gia đạo của mậu ngọ trong tháng 12 âm lịch. Có thể nói rằng năm cùng tháng tận này, cũng chính là một tháng bận rộn với mậu ngọ, anh chị nên tập trung chủ yếu tinh lực vào sự nghiệp, và việc kiếm tiền, nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu, nhất là khi sự nghiệp đang trải qua quá nhiều biến động, nên anh chị dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Cứ thế mà dẫn tới tình trạng bỏ bê nửa kia, khiến cho tình cảm xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng chính mệnh chủ cũng không biết làm cách nào để cân bằng được hai bên sẽ có những thời điểm anh chị cảm thấy mệt mỏi, khi vừa phải đối phó với những áp lực trong công việc, lại vừa phải chịu sự hờn dỗi trách móc từ người ấy, mậu ngọ khó lòng vực dậy được mối quan hệ, khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm, tinh thần vì vậy thì cũng ngày càng xa sút Anh chị có thể dễ nảy sinh những tâm lý là than trách nửa kia, và không chịu thông cảm và thấu hiểu cho chính mình. Nhưng xét cho công bằng thì chính bản thân anh chị cũng có lỗi, là luôn giấu kín mọi chuyện một mình chịu đựng và tự giải quyết bản mệnh mậu ngọ, cần phải tâm sự chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình với đối phương, để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của đôi bên, nếu như tình yêu đủ lớn cả hai sẽ cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Người độc thân, tuy sốt ruột với tình trạng hiện tại nhưng, cũng không thể thay đổi được giá trị nhất là khi Tết đến đang rất gần, nỗi niềm khao khát có một người kề bên khiến anh chị lại càng sinh ra chán nản. Tiếp theo xét về phương diện sức khỏe của mậu ngọ trong tháng 12 âm lịch. Từ vi tháng mới có nhận thấy rằng Ngọ hỏa gặp Sửu thổ, hỏa sinh xuất cho thổ nên dễ bị suy yếu, suy nhược khiến cho sức khỏe của anh chị giảm sút nhiều, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ áp lực về tinh thần, anh chị đã phải lo nghĩ nhiều về công việc tìm cách kiếm tiền, tình cảm lại không như ý nên tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe của mình. Anh chị nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đầu óc suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không hề bế tắc và quần quanh, chỉ khi nào tinh thần ổn định thì lúc ấy sức khỏe của anh chị mới được cải thiện. Thứ năm là Tử vi và cẩm nang vượng vận của anh chị theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 cụ thể như sau, theo tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 12 âm thì mậu ngọ sẽ phải vươn lên để khắc phục được những khó khăn mới mong khẳng định được giá trị của bản thân kiếp tài và tỷ kiên sẽ mang đến nhiều rắc rối bởi anh chị chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp tuy nhiên điểm mạnh của anh chị vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng thiên đức cát tinh chiếu mệnh cho thấy chỉ cần anh chị biết là đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân thì chắc hẳn chuyện thăng tiến cũng là hoàn toàn có thể trong tháng tuy nhiên tài chính không có nhiều điểm sáng trong thời gian này đặc biệt là với người làm đầu tư kinh doanh vì vậy mậu ngọ chớ nên vội vã đưa ra những quyết định về đầu tư bởi rất có thể để là một cái bẫy răng sẵn để anh chị đặt chân vào nếu như mù quáng hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn may mắn là chuyện tình cảm anh chị tuổi mậu ngọ sẽ có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ vào khoảng thời gian này anh chị và người ấy sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau dù có khó khăn xảy ra đôi bên cũng sẽ thường xuyên trò chuyện và chia sẻ thời điểm vàng ở trong tháng là ngày mùng 2, mùng 9 và mùng 10 âm lịch. Hướng may mắn là hướng đông nam và hướng tây, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi mão, và tuổi hợi, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn con số may mắn là số 87, số 9 và 12. Tiếp theo là tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch, từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12, chuyện tình cảm của mậu ngọ khá ảm đạm vào khoảng thời gian 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch, nhưng anh chị không cần phải quá lo lắng hay là buồn bã, bởi dần dần đến cuối cùng thì mọi việc sẽ được khắc phục, anh chị và người ấy sẽ lại hòa hợp như trước đó, thậm chí sẽ thêm phần thấu hiểu nhau hơn. Sự nghiệp của anh chị cũng không được quá thuận lợi, thậm chí khoảng thời gian này anh chị sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề còn tồn tại từ trước đó kiếp tài và tỷ kiên rình dập như báo trước sẽ có nhiều rắc rối xảy đến và anh chị buộc phải vượt qua nếu như muốn vươn mình thành công. Tình hình tài chính của anh chị tuổi mậu ngọ cũng không thực sự được lý tưởng, cơ hội việc làm vào giữa tháng 12 âm có thể sẽ khiến anh chị tưởng chừng như mọi việc đã đi vào quỹ đạo, nhưng trên thực tế thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, mậu ngọ gần như chưa thu hoạch được thành quả gì vào thời điểm này. Bạch Hổ mang lại điểm báo anh chị cần phải quan tâm tới sức khỏe của chính mình và những người thân yêu trong gia đình, anh chị cũng cần phải tập trung là chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Thời điểm vàng ở trong tháng là đúng rằm và hai ngày trước đêm giao thừa. Hướng may mắn là hướng đông và hướng tây nam, kết hợp với tuổi quý nhân thì có tuổi sửu, tuổi dần, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Con số phát tài có số 74, số 22 và 89. Tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ 20 cho đến 30 Tết những người tuổi Mậu Ngọ làm công ăn lương sẽ phải đối diện với đủ thử thách trong 10 ngày còn lại của năm nhâm dần 2022. Vì vậy anh chị chớ nên đầu hàng nghịch cảnh, hãy bình tĩnh khi giải quyết những khó khăn, bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đó, sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối mà thôi ngược lại người làm đầu tư kinh doanh sẽ có được cơ hội phát tài thiên tài và thượng thần cho thấy cơ hội làm ăn đến với anh chị sẽ tới tấp chỉ cần anh chị bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình truyền tình cảm có vui và có buồn mậu ngọ cần phải trân trọng hơn những phút giây ở bên người ấy hai người không tránh khỏi những khi mâu thuẫn nhưng quan trọng là đôi bên sẽ có thể khắc phục được điểm khác biệt ấy như thế nào chớ hành động nóng này theo cảm xúc nhất thời của mình anh chị nhé sao tử vi cũng hứa hẹn sẽ mang lại may mắn hơn cho anh chị, nếu như anh chị không ngừng cố gắng để rèn luyện bản thân và thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón, những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian này. Thời điểm vàng ở trong tháng là ngày 20, 21 và 23 âm lịch. Hướng may mắn có hướng nam, hướng đông bắc kết hợp với tuổi quý nhân là người tuổi thìn và tuổi dậu, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Con số phát tài 50, 68 và 41. Thứ sáu là, xem tuổi sông đất tốt và xấu cho anh chị tuổi mậu ngọ trong năm mới 2023. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người tuổi sông đất thì nên chọn người có thiên can địa chi và ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can và địa chi ngũ hành của năm 2023 cũng cần phải tương sinh với người đó các tuổi sau đây sẽ phù hợp với gia chủ tuổi mậu ngọ để xông đất cho năm quý mão 2023 là tuổi tân mùi 1991, tuổi mậu dần 1998, tuổi mậu thân 1968, tuổi đinh mùi 1967, và tuổi đinh tỵ 1977. Các tuổi sông đất xấu cần phải hạn chế là tuổi nhâm dần 1962, tuổi ất mão 1975, tuổi mậu thìn 1988, tuổi đinh sửu 1997, và tuổi ất tỵ 1965 tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị ba kiểu người này nhất định anh chị mậu ngọ phải tránh xa, nếu như muốn làm được việc lớn trong cuộc đời mình. Loại người thứ nhất là những kẻ ích kỷ, có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, trong xã hội hiện đại chỉ dựa vào một người thì rất khó có thể thành công, hầu hết mọi người đều cần có đội ngũ tận tâm và trung thành, như vậy mới phát huy được sức mạnh tập thể, khiến một cộng một sẽ lớn hơn hai tuy nhiên tinh thần này sẽ rất khó đạt được nếu mọi người chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng mình những người luôn có một chủ nghĩa anh hùng cá nhân coi mình là hơn tất cả không chỉ họ sẽ đánh giá quá cao khả năng của họ mà còn làm tăng nguy cơ phá hỏng sự thành công của công việc ngoài ra loại người này cho dù có bộc lộ cái tôi của mình ra bên ngoài hay không thì nó cũng không có lợi cho sự thống nhất phát triển của đội nhóm vì đơn giản là họ không muốn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu thậm chí đôi khi họ còn sẵn sàng hy sinh lợi ích chung để có được lợi ích riêng những gì chúng ta cần không phải là những anh hùng cô đơn trên đỉnh núi mà là một đội nhóm chắc chắn đoàn kết và bất khả chiến bại loại người thứ hai là loại người không biết giữ mồm giữ miệng thông tin luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực nhờ vậy doanh nghiệp thậm chí còn đặt ra luật thép để bảo vệ những thông tin mật trong chính sách và việc điều hành kinh doanh do đó trong nhóm mà có một người không biết giữ mồm giữ miệng thì không chỉ dễ dàng khơi dậy thị phi còn không có lợi cho việc bảo vệ lợi ích chung đôi khi tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm mà bản thân bạn không thể tranh cãi thắng được miệng lưỡi của cả thiên hạ do đó người khôn ngoan sẽ luôn tránh xa những kẻ lấm lời hay đặt điều và hạn chế tối đa việc rước thêm phiền toái vào thân mình tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm loại người thứ ba đó là người không từ một thủ đoạn nào trong một công ty bạn sẽ gặp bất cứ ai gặp phải những người ích kỷ cũng sẽ phổ biến loại người này vì thăng chức tăng lương và vì lợi ích của riêng mình chuyện gì cũng có thể làm cũng đều dám làm bận luận là đấu tranh quyền lực đấu tranh lợi ích nội chiến trong công ty bọn họ vì đạt được mục đích của mình làm mọi việc không chút do dự đối với những người này khả năng làm việc lớn thì gần như là không có nên tránh xa Vâng, với những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi cũng rất mong muốn anh chị tuổi mậu ngọ có thể đón được nhiều may mắn làm giàu thành công trong dịp cuối năm 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ quý vị anh chị, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo